Chào mừng anh em đến với kênh Việt Đen Gaming. Ôi, lỗi đầu tiên là lỗi vàng này anh em. Duy Tâm Lận. Khởi đầu game thì mình đã có Kata 2 sao rồi. Dứt luôn Duy Tâm Lận, bỏ cho Kata luôn em ha. Thì anh em, cái Duy Tâm Lận này mình đánh cái bài gọi là cuồng nhiệt thì hợp lý nhất. Tại con nào hở cuồng nhiệt cũng dùng được cho cái bàn tay công lý này anh em ơi. Rồi, hiện tại mình đang có 3 lòng quê, 2 cuồng nhiệt nha. Rồi thì có khả năng cao là mình sẽ lên level, giữ máu để đẹp. Và mình sẽ kiếm có thể là Kata sớm hoặc là con Johnny. Nếu mà cuốc sâu nó đỏ nữa thì mình chơi con Quichana hoặc là con Z nữa là đẹp nè. Nhưng mà đầu tiên đầu game là con Kata nó gánh khá là tốt anh em. Quân bài mà bài Kata mình làm ở trên kênh mình cũng khá là nhiều rồi á, thì để thử xem tí nữa đổi gió thì mình làm thêm John hoặc là Z đi. Z khá là mạnh anh em ha, tại vì EDM nó được buff nữa đó. Rồi mình up lên level 5 luôn nè, thêm tướng bỏ vào để mà giữ máu luôn cho cái chuốt lòng luôn nè. Trời, đúng rồi, CL 2 cao hả? Cứ mặc định nó cho con Kata như thế này thì tí nữa mà nó ra cái lỗi Kata cuồng nhiệt nữa là đẹp luôn anh em ơi. Lỗi này nếu như mình lấy Kata thì cũng được, tí nữa nó gánh khá là tốt luôn á. Mình kẹp thêm 6 cuồng nhiệt vô cũng được. Con Z mình cũng không cần phải lấy cái lỗi siêu sao cho nó đâu. Ấy cha, ở do luôn. Ôi, nó chưa, thấy chưa, thấy chưa, bây giờ chắc mình up lên level 6 luôn đi anh em, mình kiếm cái lỗi ha. Rồi, ui John, thôi anh em ơi, chuyển bài chơi John thôi. Ủa, đó, chuyển bài chơi John thôi anh em ơi. John cuồng nhiệt là đẹp đó. Bắn mình đang có level 6. Ôi, lỗi thứ hai là lỗi vàng, lỗi kim cương, quỷ phòng hộ hả? Thôi, được 50 tiền nữa rồi nè. Nhìn thế này và đánh ở level 9 hoặc level 10 nữa rồi anh em ơi. 6 cuồng nhiệt, có thể chốt thêm là đấu sĩ hoặc là thêm xíu mấy con hộ pháp nữa để mà tăng cơ xíu cũng được, tùy theo cái phong bài xíu nữa ha. Ông này cũng lấy thêm cái lỗi quỷ phòng hộ nè. John cầm đồ đẹp luôn nha mọi người, cầm đúng cái trang bị mình đang cần luôn để mình ghép cái huyết kiếm ha, không ai lấy luôn kìa, ngon rồi. Ra Z nữa rồi, lắp 3 đồ cho John, bỏ Z vô luôn. Con sét mới vô yếu vậy ta. Ông này có Ani 3 luôn rồi kìa, quá ghê. Bốc đồ đẹp, hay á, ông này cũng đánh loại bốc đồ đẹp á, bây giờ ông full bốc đồ luôn là hay lắm luôn á. Content này khá hay á. Vết 3 nữa kìa, rao 3.6 có luôn vết 3, ghê vậy. Ông này mới vô mà đi vết 3 rồi. Cha, hai con Kata nữa. Ôi, ở rao 3.7 luôn nè anh em. Giờ có lợi tức thêm 100. Vừa có level 6, sắp lên level 7 nữa. 100 máu, 4 cuồng nhiệt kích full như thế này. Phong bài mình quá đẹp anh em ơi. Phong bài này mà đánh là bao phê luôn. Khó mà bị tụt bút lắm. Bỏ thêm đi. 5 cuồng nhiệt vậy, giờ mình chỉ còn thiếu mỗi con Quichana thôi. Ông này up 8 lên. Rồi ông bắt luôn con Akali luôn rồi. Akali Chudam hả? Quá ghê. Uống nước nhớ nguồn nè. Lấy cái lỗ đây đi, để mình đánh 6 cuồng nhiệt cho nó có tốc độ đánh.
chà, ghê. Bobby ba cái quyền năng khổng lồ full luôn. Ghê nha, Ken nữa nha. Bà ông này hay á. Mà đặt cái tên ác quá, tên này bị flop nha các bạn. Tên này mà VNG mà đọc được là coi như là bạn không có nhân phẩm đâu đó. Chém kìa anh em. Đúng rồi, phải vậy đó. Nói chung bây giờ mình ráng kiếm duy tâm luận thì mình ráng kiếm cái bàn tay công lý á, cho hai ba con cuồng nhiệt nè là đẹp. Hết hả? Cung. Lấy cung hay lấy này. Cũng tính lấy Z mà thôi. À, kích ADM này, kích ADM đi anh em. Kích cái ADM cho Z nha. Xuyên hiệu ứng. Aniba. Thêm Ari nữa, quá ghê vậy ta. Rồi mình thay thay con này vô đi. Đây rồi. 6 cuồng nhiệt rồi anh em ơi. Ôi giờ game này là của chúng mình rồi, 6 cuồng nhiệt rồi. Yon chém đi, còn 2 con Yon nữa à. 2 Yon nữa, tí nữa mình lên level 9 biết có cơ hội lên hay không nữa chứ. Chết 2 luôn rồi nè anh em. Mấy ba này lên up ghê quá. Ở mới cái round 4.5, 4.6 mà mấy ba này up ghê thật luôn. Ôi, đúng rồi. Threat là một con quân bài mà nó tăng mà nó gây hiệu ứng CC khá là mạnh luôn anh em. Rồi, Z với Yon đồ y chang nhau luôn nè. Bỏ đồ cho Threat. Game sau đi, up 9 là chơi được rồi anh em ơi. Chứ không là mấy ông này cũng giành hết phong bài của mình nữa. Tí là đánh không được. Mình vẫn đang giữ ba đồng quê ha. Mày không thì mình đổi sang thánh ra dễ đánh cũng được. Mày đồng quê mình đang muốn giữ con Thread để nó lấy CC á. Ok, mình up lên 9 rồi nè. Bỏ con Jack vô. Đó. Thánh ra dễ hết steel rồi. Đây. Ồ, không được. Yon không ra quá anh em ơi. Z hy vọng có thể lên 3 sớm nha. Tại vì bây giờ mình đang 35% là ra tướng 4 vàng rồi. Z ra mạnh hơn. 25% ra tướng 3 vàng thôi. Đó. Giờ này thôi với Z cào hơi bị thấm. À, có Yon này. Ồ, Z nè, thấy chưa? Rắc luôn, Z nữa, đúng rồi. Ồ, ca thớt lên 2 luôn. Ví dụ bây giờ mình đang dư một slot không kích hệ. Có thể quýt hậu pháp nhưng mà nó mất cái. Tại mình những con tướng mình đánh cận á, hàng ngang full rồi. Nên mình thôi mình kiếm con đánh hàng xa, đánh diện rộng nó cũng ca thớt để nó bút ta thêm đam cho cái team của mình đó anh em. Nói chung cũng bây giờ kích 6 cùng nhiệt là được rồi. Tăng cũng có rồi, cũng được rồi, nên là thôi mình vậy đi. Ôi, mất một Z rồi. Thôi mình lấy luôn cái bàn tay công lý cho Quichana nữa là đẹp nè. Đây luôn, Quichana lên 2. Trời ơi, giờ đồ đẹp luôn. Giờ ông này ăn được mình không? Vết 3 sẽ từ sớm nè. Mới sớm sớm mà cởi vết 3 rồi bị công an bắt nè. Bắt đi nè. Đó, Quichana giờ nó khạc một cái là đi nè. Ủa mà sao nó không ra đồ ta, hay là phải kích thêm chu đam nữa? Đâu có đâu, cái kỹ năng của con Quichana nó vậy mà. Nó ra nè. Nói không phải chứ nãy giờ đen lắm nha anh em ơi. Lúc đầu không ra được thêm Yon. Lúc đầu ra Yon nó ra ngon quá mà nó không đủ lên 3. Yon mà lên 3 thì cái game này nó gánh khá là hay luôn á. Tại vì nó có lỗi siêu sao. Đúng không? Búp quá chị búp luôn. Thả game luôn, không lên được con nào. Đây. Ra. Rất là mới ghê chứ. Con. Trời ơi. Đây. Vậy là giờ nha. Còn một con Z, một con Yon.
bỏ đồ cho cathode luôn đi. Bà nội kia ổng lấy cho mình một con Z, sợ mình lên Z3 hay sao á. Đánh mà vậy cũng cút à. Lên. Đấy rồi. Vô lên trước đi. Vô lên trước như thế này là kẹt cũng đẹp rồi. Ô nằm trước mặt con vét kìa. Trước mặt con vét kìa. Đáng lẽ phải đối diện đối bên nha anh em. Nhưng mà không sao. Bài mình mạnh quá. Đáng lẽ mình phải đổi Thoret qua kế bên đó. Nó sẽ CC vào con vét nó. Đi. Trời ơi xém đi. Ai chà không ra luôn. Một con vét nữa thôi. Đó. Lại quên. Mình mà chuyển con Thoret ra bên trái này thì hợp lý hơn á. Đó Thoret ra nó CC bên này nè. Trời ơi. Ai chà thua rồi. Ui nó CC thấy nó CC 3 con luôn kìa. Nó đúng cái meta này anh em kẹp con Thoret vô đánh hộ pháp á. Nó CC ghê lắm. Cái này mình quăng luôn, không thèm lấy gì luôn, biết lấy gì hết. Bằng tay cũng được thôi. Chu đam hả? Ra cái gì lấy cái đó. Đó. Coi nè. Không ra. Đó, bây giờ mình chuyển vô bên tay phải rồi nha, đánh thử coi như thế nào nha. Vô bên này đánh với Akali nè. Akali. Đúng rồi. Chém. Akali đánh lại không? Zone full rồi mà 25 điểm rồi sao đánh? Đó. Kiếm này anh em ơi. Rồi. Thôi. Tiệc tan tình tan anh em ơi. Game cuối rồi anh em. Bây giờ này mình lên Z3 nữa thì tiệc tan tình tan rồi. Rồi, cảm ơn anh em cũng đã theo dõi đến hết video nha. Quân bài mà xấu quân nhiệm này khá là mạnh anh em ha. Ủng hộ mình một đăng ký nha. Bye bye.